Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ chia sẻ cách trồng rau xà lách bằng hạt nha. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một cái chậu và hạt giống rau xà lách. Sau đó thì mình cho đất vào một trong cái chậu này. Tiếp theo thì mình sẽ cắt hạt rau xà lách và cho vào trong chậu. Mình sẽ gãi đều khắp chậu. Hạt giống rau xà lách này mình có thể mua trong những cái tiệm bán hoa nha. Tiệm nào cũng có hết. Đây là hạt giống rau xà lách. Bây giờ mình sẽ cho đều trong chậu này. Sau đó thì mình sẽ phủ một lớp đất mỏng lên phía trên. Đất này em sử dụng là đất loại chiên để trồng các loại rau. Tiếp theo mình sẽ tưới nước. Sau đó thì mình dùng giấy bọc thức ăn, mình sẽ bọc lại. Giờ mình sẽ để chỗ tối để cho hạt nhanh nảy mầm. Đây là hạt giống rau xà lách của em đã được 4 ngày. Em sẽ cho các anh chị và các bạn xem nha. Đây, bây giờ hạt đã nảy mầm. Mỗi ngày mình tưới nước 2 lần, sáng và tối. Hạt bây giờ đã nảy mầm sau 4 ngày. Hạt nảy mầm rất là đều luôn. Còn đây là hạt đã sau 6 ngày. Mỗi cây xà lách đã ra 2 lá. Lá rất là xanh mướt. Bây giờ thì mình đợi cho cây xà lách lớn một chút xíu thì mình sẽ chiết ra nha. Mình trồng trong thùng xốp hoặc là trong chậu cũng được luôn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem video của em. Mọi người đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi để ủng hộ kênh của em nha. Bây giờ thì em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào video kế tiếp nha.